Việc điều phối nhân sự và tài nguyên giám đốc trực các hành động là Lễ Văn, chủ quản chức vụ và trực thăng cho tôi phụ trách. Máy định vật SD nhân viên không cần anh Cường. Trực thăng chờ lệnh là Victor Lima và Tango. Bồn nước dập lửa âm Mike. Thiết bị cứu thương khẩn cấp là ở trên trực thăng chờ lệnh, máy treo lở L2 và 155 Victor. Đồng thời CMN đối với đội cứu hộ trên không chúng ta rất hứng thú muốn quay đoạn phim tài liệu. Bắt đầu từ hôm nay sẽ cử nhóm quay đến. Theo chúng ta lên trực thăng quay ở tình trạng không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Anh Dân, tôi sẽ phụ trách đón tiếp tổ quay nên mọi việc tôi đã sẵn sàng. Tốt, 5 phút sau bắt đầu ở phòng máy. Sếp à, tôi cũng biết chút ít về tiếng Pháp, từng quay VD hay là kỹ thuật số, tôi có thể giúp một tay. Thôi khỏi, người phụ trách quay đoạn phim tài liệu không ai rành cổ hơn là anh Dân. Còn chiếc hải đồn nữa. Chào anh Dân. Chào Renny. Chào anh. Có trách gì rồi? Sếp Bo nói là anh rất rành người phụ trách này. Bất ngờ lắm phải không? Phải. Đây là Leon, thợ quay phim. Ảnh là chào. Anh Dân. Chào anh, chào anh, chào. À, em Bớt, em còn nhớ không? À. Chào anh Bớt. Đâu rồi, gặp. Gặp anh thì tôi lại nhớ món sườn dê do anh làm đó. Anh còn nhớ lúc đó em còn buộc anh theo học làm món sườn dê. Còn nói nữa, chưa học được miếng nào thì hai người đã... Xin lỗi. À, không sao đâu. Rời khỏi Hồng Kông tôi đã thử tài nhiều đầu bếp giỏi, nhưng nói cho cùng món sườn dê anh làm là ngon nhất. À, có thật không? Thật mà. Nếu thích thì có thể tổ chức nướng đồ ăn mà. Ok. Ca này tôi sẽ là phó cơ trưởng của anh Dân. À, ngoài anh ra còn có Gia Nhược. Gia Nhược là phi công thực tập của GFS năm nay. Nếu như em muốn làm phỏng vấn thì không có vấn đề gì. Ok. Hello. Chào chị. Chào anh. Anh theo anh Dân hả? Học hỏi được đó, nhưng mà ảnh khó chịu lắm. Cũng phải đó. Để anh giới thiệu với em. Được, đợi một chút. Mở máy đi. Lát nữa anh nhiều giọng kính giới thiệu là được rồi. À, bắt đầu được rồi. Trực thăng của chúng tôi đa số đều được sửa chữa ở phòng máy này. Từ năm 1993, sau khi thành lập đội cứu hộ trên không, chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới loại máy. Đồng thời, đội máy của chúng tôi có tổng cộng 9 chiếc trực thăng, gồm có 2 chiếc định vực 41 tiệp lưu và có 4 chiếc trực thăng hải đồn EC-155 bên này nữa. Chúng tôi có 3 chiếc trực thăng báo châu Mỹ siêu cấp AS-332L2. Tốt lắm. Chúng ta tiếp tục dùng cách này, hy vọng trước khi trời tối sẽ dập tắt lửa. Cất thiết bị rồi lên làm báo cáo. Chúng ta đừng bỏ lỡ việc báo cáo. Hôm nay độ có thể quan sát quá thấp, cho nên vừa rồi khi bay không có bay cao quá. Nếu mọi người cảm thấy vừa rồi làm việc có khó khăn, có vấn đề gì thì cứ nói ra. Nếu như vừa rồi tiến hành việc cứu hộ thật sự có vấn đề, chỉ thả bơm nước thì không có gì. Nếu cảm thấy tổ quay làm cản trở công việc của chúng ta hoặc sự an toàn của bản thân cũng có thể nói ra. Nếu cần thiết tôi sẽ từ chối cho họ lên máy. Dạ. Dạ. Được. Giải tán đi. Dạ. Dạ, cảm ơn. Thông cảm nghe. Ok, anh chỉ làm theo công việc thôi mà. Lần này có thể đích thân chứng kiến anh dập lửa, em đã hài lòng lắm rồi. Tháng tới đây em cũng sẽ tiếp tục quay. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Tụi em xong việc rồi. Anh tiễn em ra. Ok. Gia Nhược à? Dạ. Tiếng đường bay vừa rồi cậu nhớ không? Dạ nhớ. Tuần sau tôi và cậu sẽ bay lần nữa, hy vọng cậu còn nhớ. Dạ. Bye bye, bye. À, bye bye. Công việc bốc dỡ đã sẵn sàng. Cho chỉ thị của anh. Hướng về trước. Tiếp tục hướng về trước nữa. Hạ xuống. Sáu mươi mét. Bốn mươi mét. Ba mươi mét. Độ cao thích hợp.
Sao hả anh Dân? Anh mới làm nhiệm vụ xong, cứu hộ hay chuyển người bị thương? Đừng khẩn trương quá, chúng tôi chỉ chuyển nước sạch đến các trạm của cuộc thi từ thiện Kiện Lạc Hành. Công việc này lúc nào cũng có, vì sáng nay làm sớm nên không báo với em biết. Ok. Dạ anh Phong. Hôm nào ăn cơm, làm cho xong bộ việc đã, hai người nói chuyện đi. Anh Dân à, chúng tôi đi rửa mặt trước nha. Bye. Trước đây anh Phong luôn nhảy nhót như đứa trẻ vậy, bây giờ chững chạc hơn, giống như là một người khác rồi. Em đi lâu rồi, có nhiều thứ đã thay đổi. Tối qua Bách rất thất vọng bởi vì em không có tới. Tối qua em phải làm cuộc phỏng vấn đột xuất, em tưởng là sẽ kịp giờ, ai ngờ sau cùng cũng không được. Em cũng muốn gặp con lắm, chúng ta hẹn hôm khác nha. Em gọi cho nó đi. Được, ok. Anh vào cất đồ đã. Ừ. Chúng ta tiếp tục làm việc đi. Anh Phong, sếp Diêu, mấy anh dẫn họ đi đâu vậy? Dẫn các học viên đi tập luyện. Ý, sao có cứu hộ viên nữ? Cho phép tôi làm cuộc phỏng vấn có được không? Không thành vấn đề. Cũng phải đó, 10 năm cũng không thấy một nữ cứu hộ viên, không biết lần sau có còn dịp gặp không. Tự nhiên đi. Được rồi, chuẩn bị máy nha. Cô tên là gì? Dạ Sở Kỳ. Chào cô Sở Kỳ. Tôi biết đội cứu hộ trên không là nam nhiều nữ ít, tại sao cô lại chọn làm cứu hộ viên vậy? Nói sao cũng được. Làm nhân viên cứu hộ là một cơ hội tốt, có thể cứu người, lại có tính khiêu chiến. Có lẽ có một số người có thành kiến với phái nữ làm nghề này, nhưng mà không sao, tôi có lòng tin nhất định về năng lực của mình mà. GFS có nữ phi công, cứu hộ cũng vậy, nam cũng được, nữ cũng được. Quan trọng nhất là phải cố gắng thì mình có thể làm được. Cảm ơn. Tên anh là gì? Tôi tên Chí Cần, thích Chí Cần. Từ nhỏ đến giờ tôi có nguyện vọng làm cứu hộ viên. Tôi rất thích bay, thích cứu người. Đồng thời tôi thích làm những chuyện có ý nghĩa. Tôi không hiểu ý của cô. Vừa rồi cô nói có người có thành kiến với việc phái nữ làm nghề này. Cô muốn ám chỉ điều gì hay muốn nói cho tôi biết người đó là ai? Sếp Phong à, những điều vừa rồi tôi nói là cảm nhận và cách nghĩ của tôi. Còn việc có phải người ta có thành kiến hay không, tôi không kiểm soát được. Tất cả nhân viên đến thi hành nhiệm vụ. Tất cả nhân viên đến thi hành nhiệm vụ. Mấy anh được gọi phải không? Bây giờ có sự việc lớn, toàn bộ chúng tôi phải ra ngoài hết. Ba người hãy trở về lớp đợi chúng tôi. Yes, sir. Yes, sir. Chà, không biết tới chừng nào mới có thể đi cứu người nữa. Phòng cứu hỏa kêu gọi, núi Đại Mao xảy ra đám cháy lớn. Có rất nhiều thí sinh trong cuộc thi từ thiện Kiện Lạc Hành bị kẹt trên núi, đợi người đến cứu. Vì người mắc kẹt quá nhiều, các địa điểm đã bị phân tán, cho nên lần này hành động của chúng ta là cử 2 chiếc trực thăng đến dập lửa, còn 2 chiếc trực thăng khác đến cứu người. Hy vọng trong thời gian ngắn có thể cứu hết nạn nhân ra. Ok. Anh Dân, anh Phong, hai người phụ trách máy cứu hộ khẩn cấp. Tôi là cơ trưởng, em vẫn là phó. Trực thăng Lima L2 tiến hành việc tìm kiếm cứu hộ. Tôi bằng treo. Còn tôi cứu hộ. Chúng ta lên trực thăng rồi giảng giải nhiệm vụ. Tôi cơ trưởng, anh là phó nghe. Rini, xin lỗi, lần này là đám cháy nghiêm trọng, chúng tôi không thể để chị đi theo được. Ok.